Rồi, bây giờ chúng ta học cái khái niệm tương đương thì chúng ta thấy tương đương là thế nào? Chúng ta cần hiểu cái chữ tương đương. Tương đương. Vậy thì một bạn nào giúp cho thầy tương đương xem. Ví dụ như bạn A trong một cái thùng bạn này có hai quả. Hai quả. Sau đó mẹ cho thêm ba quả chỗ này. Mẹ cho thêm ba quả. Bây giờ sang một cái bạn B, các bạn xem một cái bạn B cũng có một cái thùng. Bạn B. Thì bản thân bạn B này trong thùng là có một quả. Có một quả thôi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng bố cho thêm mấy quả nữa thì nó sẽ là tương đương. Một bạn nào giúp thầy. Thầy mời bạn bạn Trần Châu xem. Trần Châu. Bạn A này đang có là hai quả xong rồi mẹ cho thêm ba quả nữa. Thì giờ cái bạn B này là đang có một quả thôi. Thì bây giờ bố phải cho thêm mấy quả nữa thì nó sẽ tương đương nhỉ? Mấy? Bố Bốn cho thêm quả mấy? Nếu mà bố cho thêm 4 nữa thì có tương đương không? được có. Đó. Thì chúng ta biểu diễn ra là ban đầu bạn này có một quả. Xong rồi bố cho thêm 4 quả. Đó. Còn bạn này ban đầu mới có hai quả nhưng mà mẹ cho thêm 3. Thì chúng ta so sánh thì chúng ta thấy là 1 cộng 4 thì nó bằng 5. Và bạn này đang có hai, mẹ cho thêm 3 nó là 5. Vậy thì chúng ta thấy là hai cái kết quả về số lượng của hai bạn này như nhau. Thì chúng ta thường hay ghi cái dấu này gọi là dấu tương đương hay còn gọi là dấu bằng. Các bạn thấy không? Bản thân cái con số 1 và con số 4 thì chúng ta thấy nó khác với con số 2 và con số 3. Nó khác nhau đấy. Nhưng mà khi chúng ta biểu diễn cái giá trị của cái tổng số lượng là 2 cộng 3 này này với bạn bên này là 1 cộng 4 này này thì chúng ta thấy hai cái value của nó bằng nhau. Bên này là 5, bên này cũng là 5. Nên thầy sẽ xem rằng hai cái này nó là tương đương. Được chưa các bạn? Là tương đương. Tức nghĩa là chúng ta ghi dấu bằng. Chúng ta hay gọi nó là bằng nhau. Chứ thực ra là chúng ta xem nó là tương đương. Vậy thì về mặt số đếm số tự Cái nhiên. đó gì Các bạn không nói chuyện riêng. không Các bạn ạ? tắt mic đi. Chúng ta phát biểu xong chúng ta phải tắt mic. Và không nói chuyện riêng nha các bạn. Đang học không hỏi riêng. Chúng ta phải tập trung vào. Nhiều khi chúng ta làm rồi nhưng mà một số khái niệm các bạn chưa có hiểu rõ. Nên thầy cố gắng thầy giảng cho các bạn hiểu rõ. Chúng ta thấy khi chúng ta học về lớp 1, lớp 2, chúng ta học về số đếm đấy. Thì chúng ta đếm một quả, hai quả, mấy quả. Thì nó gọi là cái whole. Tức nghĩa là nguyên một quả. Ví dụ như mỗi một quả cam như vậy nó gọi là whole. Còn bây giờ chúng ta học về phân số, tức nghĩa là không phải là toàn bộ cái quả cam này nữa mà chúng ta thấy là nó chỉ là một phần trong này thôi. À, nó là một phần trong cái whole. Toàn bộ thì gọi nó là whole. Nhưng mà một phần này thì gọi nó là part. Tức nghĩa là một bộ phận, một phần góp nên tạo thành cái whole này. Vậy thì chúng ta cần xem xét là giữa các part này nó tương đương với nhau như thế nào. Thì cái part mà chúng ta học ở đây chính là phân số. Ví dụ như cái part này mà chúng ta chia ra từ, ở đây thầy chia ra thầy đếm nha. Ở đây là 3, thầy chia làm 7. Vậy thì thầy chia làm 7 phần và thầy đồ có một phần. Vậy thì chúng ta thấy rằng á là cái part mà thầy đang quan tâm tới này này nó có kích thước như thế nào? Nó có kích thước là 1 phần 7. Tại sao chúng ta cần phải mô tả cái kích thước của cái bộ phận đó? Chúng ta biết là nó đi từ cái whole. Mà cái whole này được chia thành 7 phần bằng nhau. Vậy thì một phần chúng ta thấy kích thước của nó gọi là 1 phần 7. Thì về mặt toán học, người ta mô tả cái part này là 1 phần 7. Nó sẽ khác với một cái part là cúng một quả. Nhưng mà chúng ta cắt ra làm 4. Thì cái part này nó gọi là 1 phần 4.
kích thước nó 1/4. Vậy thì chúng ta thấy là cái con số 1/4 kích thước này nó sẽ khác với 1/7. Và chúng ta cần phải so sánh được là 1/4 với 1/7 thì cái kích thước nào nó lớn hơn. Thì chúng ta thấy là 1/4 nó là một cái phần mà lấy ra từ cái quả đấy chia làm 4. Thì chúng ta thấy là nó càng chia ra nhỏ đi thì chúng ta thấy cái phân số, tức là cái kích thước đó, nó càng bé. Vậy thì cái số 4 này là chúng ta chia có 4 phần thôi. Vậy thì một phần nó sẽ bự hơn so với là một cái bánh mà chúng ta cắt làm 7 phần, tức là nó bị bé lại. Vậy thì 1/7 đó nó phải bé hơn 1/4. Vậy thì chúng ta cũng so sánh giữa hai cái này để chúng ta thấy như thế nào. Hoặc là chúng ta thấy nó bằng nhau, hoặc là chúng ta sẽ thấy nó lớn hơn hoặc nó nhỏ hơn. Vậy thì đó là cái mà chúng ta cần phải đi so sánh các phân số. Rồi bây giờ một bạn nào giúp thầy nhé. Rồi thầy gọi thứ tự. Thầy muốn nhắc tới cái ý tưởng so sánh ở trong số tự nhiên chúng ta học lớp 1, lớp 2 với cái ý tưởng mà chúng ta cần phải so sánh ở trong cái phân số là chúng ta so cái part nha các bạn. Rồi thầy chuyển. Đợi chút, thầy chuyển bạn đợi chút, bạn gì nhỉ? Vi Luân chuyển sang lớp của thầy Cường. Để thầy coi còn bạn nào nữa không. Nếu bạn nào NN là bạn nào thầy không biết tên này. Thầy không biết tên thì thầy sẽ không có xử lý được. Vô lớp chúng ta phải đề đúng tên cho thầy. Và bạn nào chưa vào đúng lớp nhớ báo cho thầy biết. Mở mic lên nói. Rồi bây giờ thầy mời bạn kế tiếp. Bạn Minh Nhật. Minh Nhật đâu, lên tiếng cho thầy. Yeah. Rồi bây giờ thầy có một ổ bánh mì. Thầy đang cắt ra làm mấy đây? Làm mấy đây? Đếm. Thầy cắt ra làm 8 phần. Cắt ra làm 8 phần. Vậy thì thầy muốn biểu diễn 2/8 thì thầy bôi mấy ô? Là 2 ô. 2 ô này có nghĩa là một ổ bánh mì thầy cắt ra làm 8 và thầy muốn biểu diễn 2 phần này thì thầy sẽ ghi là 2/8. Rồi mời bạn Ngọc Thư. Ngọc Thư. Bây giờ thầy có ổ bánh mì thứ hai, thầy cắt ra làm 8 luôn. Thầy muốn lấy mấy phần đấy? Thầy muốn lấy 4 phần. Vậy là đồ mấy ô? Đồ 4 mấy ô. 4 ô. 4 ô. Chúng ta thấy là từ hai ổ bánh mì bằng nhau, chúng ta cắt ra số phần là như nhau, là 8 phần. Vậy thì chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy được là bạn A là đang ăn 2/8, bạn B là đang ăn 4/8. Vậy thì bạn nào ăn nhiều hơn? Bạn Ngọc Thứ. Bạn nào? B. Bạn B. B. Vậy là chúng ta thấy là phân số bao nhiêu? 4/8 phân nó sẽ... Sẽ lớn hơn. Rồi, nó lớn hơn đúng không? Chúng ta muốn biểu diễn rằng là bạn B ăn nhiều hơn, tức là ăn lớn hơn. Thì chúng ta dùng ký hiệu toán học là gì? Bạn B ăn là 4/8. Bạn B ăn 4/8. Bạn A ăn 2/8. Vậy thì để biểu diễn ai nhiều hơn thì về mặt toán học chúng ta sẽ ghi dấu ký hiệu này. Cái phần mà miệng nó rộng đó thì chúng ta quay về cái chỗ lớn. Đúng không? Cái này bên này là lớn. Cái miệng nó rộng. Còn cái miệng nó nhọn, tức là nó nhỏ, thì chúng ta để số bé. Vậy thì đây là một cái cách để chúng ta so sánh giữa hai bạn dưới dạng toán học. Toán học người ta quan tâm đến cái bạn này có con số là bao nhiêu, bạn kia con số là bao nhiêu. Và chúng ta nhìn vào con số, chúng ta biết được là bạn nào ăn nhiều hơn. Bởi vì cái con số 4/8 này nó đang đại diện về mặt giá trị cho bạn B. Và con số 2/8 này đang đại diện cho bạn A. Vậy thì chúng ta nhìn vào con số chúng ta có thể kết luận được bạn nào ăn nhiều hơn ngay. Đó là về mặt toán đố. Rồi, thầy sẽ check cho các bạn nha. Đó, chúng ta cần hiểu cách biểu diễn của nó. Rồi, thầy mời bạn Trường Sơn. Trường Sơn. Em đây ạ. Rồi. Bây giờ thầy muốn biểu diễn 4/3 thì cái bánh nó thầy phải cắt ra làm mấy phần, Trường Sơn?
4 phần 3 thì mình phải cắt ra được. Cái bánh cắt ra làm mấy? 3 phần ạ. Cắt ra làm 3 phần. Đây, cái bánh cắt làm 3 phần. Thầy lấy mấy phần? Thầy lấy 3 phần ạ. Đâu có, đề bài yêu cầu lấy mấy phần đấy? 4 phần ạ. 4 phần. Mà bây giờ cái bánh chúng ta cắt ra làm 3 thôi. Vậy thì chúng ta phải lấy 4 phần sau khi chúng ta cắt. Thì đây là 1, 2, 3. Đủ chưa? Chưa. Chưa. Vậy thì chúng ta phải lấy cái bánh thứ hai chúng ta cũng phải cắt ra làm 3. Sau đó chúng ta đồ thêm 1 phần nữa. Thì như vậy, cái con số 4 phần 3 như vậy nó mới biểu diễn cho chúng ta là 4 phần 3 là cái hình ảnh của ổ thứ nhất. Rồi chúng ta lấy thêm 1 phần của ổ thứ hai nữa. Chúng ta hình dung ra con số 4 phần 3. Và chúng ta nhận xét rằng nếu cái con số ở trên mà nó lớn hơn con số ở dưới, ở trên này, nó lớn hơn ở dưới, thì chắc chắn rằng nó sẽ phải nhiều hơn một ổ bánh mì. Bởi vì con số 4 này này, chúng ta có thể tách ra theo cái mẫu số này là 3 cộng 1 trên 3. Vậy thì chúng ta thấy là 3 cộng 1 trên 3 giống như với 3 trên 3 cộng 1 trên 3. Và 1, 3 trên 3 này, tức nghĩa là thầy đang ghép tới 3 phần vào đây. Thì nó thành là 1 ổ bánh mì. Thì thay vì thầy ghi 3 phần 3, thầy ghi là số 1. Nó là tương đương. Và cái con số đằng sau, phân số nó là 1 phần 3. Thầy viết số 1 và con số 1 phần 3. Thì cái con số 1 này, nó sẽ gọi là cái whole number. Cái con số 1 này là whole number. Còn con số 1 phần 3 này nó gọi là fraction. Và chúng ta gọi cả hai con số này ghép lại thì nó gọi là mixed number. Nha các bạn. Mixed number. Mixed number tức là hỗn số đó các bạn. Tiếng Việt gọi là hỗn số. Hỗn số là bao gồm cái con số tự nhiên và một cái phân số này. Vậy thì cái các bạn cần lưu ý là cái phân số này được biểu diễn, thầy đã biểu diễn rồi. Bây giờ bạn giáp, bây giờ cái phân số 4 phần 8 thì thầy biểu diễn sao? Cái bánh chia làm mấy? Bánh chia làm 8 phần. Chia làm 8. Và thầy lấy mấy phần? 4 phần. 4 phần. 1, 2, 3, 4. Vậy thì chúng ta nhìn thấy phần bánh màu hồng và phần bánh màu vàng thì cái nào lớn hơn? Bánh màu vàng. Cái số bánh mà mình mà bạn à bạn màu hồng ăn với bạn màu vàng ăn thì bạn nào ăn nhiều hơn? Màu vàng. Vậy màu vàng ăn nhiều hơn được. Bạn màu hồng ăn hơn một cái bánh này. Một cái bánh với thêm một góc nữa là ăn hơn một cái. Còn cái bạn màu vàng là ăn bao nhiêu? Ăn 4 cái. Ăn 4 phần chứ không phải là 4 cái. Ăn có 4 phần thôi. Mà 4 phần này ghép lại thì nó có phải là một nửa của cái bánh không? Hả Giáp? Vậy thì bạn nào ăn nhiều hơn? A hay là B? Bạn A ăn nhiều hơn mà. Mà bạn A đây chính là 4 phần 3. Bạn B đây là 4 phần 8. Vậy thì chúng ta chọn cái phân số nào lớn hơn nhỉ? Giáp. Cái nào lớn hơn? Phân số nào lớn hơn phân số nào? Đáp. 4 phần 3. Nào lớn hơn. 3. Lớn hơn 4 phần 8. Nhiều bạn gặp khó khăn về biểu diễn 4 phần 3 này. Chúng ta không biết được 4 phần 3 tại sao nó lớn hơn 4 phần 8. Chúng ta phải vẽ hình mô tả ra. Chúng ta phải hiểu là cái mẫu số này là cắt ra làm 3 phần. Một cái bánh cắt làm 3. Vậy thì thầy phải biểu diễn được cái 4 phần 3 là bao gồm cái phần màu hồng này. Còn các bạn ăn 4 phần 8 thì sẽ phải biểu diễn cái phần màu xanh cho thầy. Thì lúc đó chúng ta mới so sánh được nha. Rồi thầy sẽ kiểm tra. Thầy mời bạn Khả An. Rồi 5 phần 6. Bánh chia làm mấy?
Dạ, bánh kia làm thành 5 phần 6. Phân số 5 phần 6 này cho chúng ta biết cái bánh phải chia làm mấy đây? Dạ. Mẫu số đó là mấy? Mẫu số nó là 6. Mẫu số là 6, tức là cái bánh nó chia làm mấy? Dạ, 6 phần. Chia làm 6 phần. Đây, các bạn xem, coi là chia 6 phần. Và bây giờ chúng ta phải đồ mấy phần? Dạ, là đồ 5 phần. Phần. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đó là cái phần màu xanh. Bây giờ cái bạn mà 8 phần 6 thì sao? Cái bánh chia làm mấy? Cái bánh chia làm 6. Rồi, chia làm 6 luôn. Và mình lấy mấy phần? Dạ, mình lấy 8 phần. Có mấy rồi? Mấy đây? Mấy? Lấy hết một cái bánh thì là mấy phần? Lấy hết cái bánh thì là mấy phần đây? Dạ, 8 phần. Đâu? Đếm xem mấy phần? 1 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mấy phần? Dạ, 6. 6 phần vậy đủ chưa? Dạ đủ rồi. Không mà đủ. Người ta yêu cầu lấy mấy? 8. Mấy đây? Dạ 8. 8 ở đây chúng ta mới đồ có 6 thôi. Giờ làm sao để có đủ 8 đây? Dạ. Cái bánh thứ hai phải cắt ra làm mấy? Cắt ra làm 2. Vậy ta phải cắt ra làm 6 thì chúng ta mới lấy được thêm 2 phần nữa chứ. Cái bánh thứ hai cũng phải cắt ra làm 6. Chúng ta đã có 6 phần bên này rồi. Cái này gọi là six pack. Mà bây giờ chúng ta bên cái bánh thứ hai chúng ta cũng phải là cắt ra làm 6 thì chúng ta mới được cái pack đó, nó giống cái pack bên kia. Thì ở đây chúng ta phải đồ mấy ô? Đồ 2 ô. Vậy thì tổng cộng bên này 2 pack nữa. Vậy thì cộng lại nó là bao nhiêu? Vậy là 8. Nó gọi là A-pack. Mà cái pack này nó là 1 phần mấy biết không? Kích thước 1 phần mấy? 1 phần 6. 1 phần 6. Vậy là 8 miếng có kích thước 1 phần 6. Thầy cũng có thể ghi là 8 phần 6. Vậy nhìn vào đây chúng ta biết được cái phân số nào lớn hơn không? Phân số nào? Dạ, số 8 phần 6 lớn hơn. Rồi, 8 phần 6 lớn hơn 5 phần 6, thầy xóa đi. Thầy xóa đi để các bạn hình dung cái sự so sánh này. Các bạn phải vẽ ra thì các bạn mới thấy được nha. Còn nếu mà bạn nào mà nhanh ấy, thì khi chúng ta thấy mẫu số nó bằng nhau, mẫu số nó bằng nhau, tức nghĩa là chúng ta thấy cái kích thước bánh ấy, là nó chia làm 6, là bạn A và bạn B đều có phần bánh giống nhau. Vậy thì chúng ta thấy bạn này là 5 miếng, 1, 2, 3, 4, 5. Bạn kia là 8 miếng. 8 miếng chúng ta đếm vào đây. Thì bạn nào nhanh thì bạn ấy sẽ thấy được là 5 phần thì phải bé hơn 6 phần. Cái này là phạt nhé. Mà vì nó là phạt nên chúng ta phải có thêm để biểu diễn cái kích thước của cái phần đó. Thì chúng ta phải biểu diễn chỗ này là 6 ở dưới này nữa. À, thầy xin lỗi, chỗ này là 8. Thì dưới này nó là 6 nữa. Thì lúc này chúng ta mới diễn đạt được là cái bạn này ăn 5 phần 6. 5 phần 6 cái bánh. Với bạn này ăn tới 8 phần 6. Tức nghĩa là phải ăn hơn một cái. Vậy chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là 5 và bé hơn 8. Chúng ta so sánh được nhanh như vậy là nhờ chúng ta thấy là cái mẫu số nó giống nhau. Thì khi chúng ta học cái mẫu số nó lớn hơn thì chúng ta sẽ phải làm cho cái phần bánh nó phải bằng nhau, chúng ta mới so sánh được. Rồi, bây giờ thầy sẽ check cho bạn. Rồi, còn câu cuối, thầy mời bạn bạn NN là bạn nào sửa đúng tên, còn không thầy mời ra khỏi lớp nha. NN là bạn nào sửa đúng tên thầy biết được thầy mới cho ở trong lớp, còn không thầy sẽ mời ra ngoài. Thầy nhắc lại á, nếu không vào đúng tên thầy mời ra ngoài. Thầy mời bạn Uyên Nhi. Dạ là... Rồi 3 phần 2. Dạ 3 phần 2 lớn hơn 3 phần 6. Bây giờ 3 phần 2 chúng ta đồ mấy ô đây? Dạ 2.
hai ba ô. Chiếc bánh chia làm hai và chúng ta lấy ba phần. Ở đây mới có hai phần thôi. Chúng ta phải lấy thêm cái bánh thứ hai để chúng ta lấy thêm một phần nữa. Thì như vậy cái này nó mới biểu diễn là 3/2. Rồi bây giờ biểu diễn cho 3/6 thì cái bánh chia làm mấy? Dạ là 6 phần. Chia làm 6 phần đây này. Thầy lấy mấy phần? Dạ 3 phần. Vậy thì 3/6 chính là cái phần màu xanh này. Vậy thì chúng ta coi coi là cái màu hồng với màu xanh cái nào lớn hơn? Màu hồng lớn hơn. Nên chúng ta thấy được cái 3/2 nó sẽ phải lớn hơn 3/6. Thì ở đây nếu bạn nào có thể nhớ được thì chúng ta lưu ý một cái tính chất như sau. Ở đây chúng ta hiểu cái 3/2 chính là 3 miếng bánh có kích thước là 1/2. Còn 3/6 nó là 3 miếng bánh có kích thước 1/6. Thầy mời một bạn cho thầy ý kiến. Bạn Kiệt. Kiệt đâu? Dạ, thầy. Cho thầy hỏi cái phần bánh có kích thước 1/2 với 1/6 thì cái nào to hơn? 1/2. 1/2. Chúng ta thấy nó to hơn là 1/6 đúng không nào? Bởi vì cái bánh chúng ta cắt ra làm đôi. Chúng ta ăn một phần. Chắn nó phải lớn hơn một cái bánh mà bị cắt ra làm 6 mà chúng ta được ăn một phần đó. Vậy thì một phần trong cái bánh chia làm đôi nó sẽ lớn hơn một phần bánh trong cái bánh chia làm 6. Rồi, thầy khảo sát coi bạn nào hiểu cái thầy vừa mới nói. Giơ tay để xem. Cái bánh chia làm đôi thì một phần nó bự như vậy này. Còn cái bánh mà chúng ta chia làm 6 thì một phần bánh chúng ta thấy nó nhỏ lại đấy. Bởi vậy chúng ta kết luận rằng 1/2 thì sẽ phải lớn hơn 1/6. Vậy thì cái mẫu số nó càng to thì cái kích thước của một phần này nó càng bé lại nha các bạn. Nếu mà thầy chia nhỏ ra nữa thì kích thước của một phần nó lại càng bé đi các bạn. Vậy thì cái mẫu số càng lớn thì cái phân số nó càng bé nha. Khi mà ở trên nó đều là một hết. Rồi một bạn nào cho thầy thêm ý kiến nữa. Thầy mời bạn. Đợi thầy chút nha. Mời bạn Quốc Ân xem. Quốc Ân, lên tiếng. Quốc Ân. Mở mic ra lên tiếng. Dạ. Bây giờ chúng ta đã có 1/2 lớn hơn 1/6. Có biết tại sao chưa, Ấn? Có biết tại sao 1/2 lớn hơn 1/6 chưa? Dạ rồi. Rồi. Vậy thì bây giờ cho hỏi rằng nếu chúng ta ăn 3 miếng này, 3 miếng lớn với ăn 3 miếng nhỏ thì cái nào ăn nhiều hơn? Mình ăn 3 miếng lớn với 3 miếng nhỏ thì chúng ta ăn được cái nào nhiều hơn? Hình dung không? Ở đây là miếng lớn này. 1/2 là miếng lớn. 1/6 chúng ta đang biểu diễn kích thước nó là cái miếng nhỏ. Bây giờ bạn A nhá. Bạn A ăn 3 miếng lớn. Bạn B ăn 3 miếng nhỏ. Vậy thì bạn nào được ăn nhiều hơn? Ấn. Bạn A. Bạn... Vậy thì chúng ta thấy 3 miếng lớn tức nghĩa là 3/2. Còn ăn 3 miếng nhỏ tức nghĩa là 3/6. Vậy thì chúng ta thấy là 3 miếng lớn nó sẽ lớn hơn 3 miếng nhỏ. Rồi, bạn nào đồng ý với bạn ăn là 3/2 lớn 3/6 theo giải thích đó giơ tay. Chúng ta phải phân biệt là một miếng lớn là như thế nào và một miếng nhỏ như thế nào. Thì từ đó chúng ta mới trả lời được là chúng ăn số lượng như nhau, tức là 3 miếng lớn với 3 miếng nhỏ thì chúng ta mới suy luận được là 3 miếng lớn phải lớn hơn 3 miếng nhỏ rồi. Thì chúng ta nghe chúng ta dễ hình dung. Còn khi chúng ta nhìn về toán học đấy, chúng ta đọc cái này là chúng ta đọc là 3 miếng có kích thước 1/2.
Còn cái này là 3 miếng có kích thước 1/6. Vậy thì chúng ta thấy là 3 miếng lớn sẽ lớn hơn 3 miếng nhỏ. Thầy không thấy bạn Minh Nhật Giáp Trường Sơn phản hồi. Bạn NN sau khi thầy nhắc rất nhiều không trả lời là tên gì thì thầy sẽ mời ra ngoài. Bởi vì thầy đã hỏi rất nhiều lần và thầy không thể biết là ai nên thầy sẽ mời ra. Bạn NN mở mic lên trả lời cho thầy coi là tên gì. Không là thầy sẽ mời ra nha. Rồi, thầy sẽ mời ra khỏi lớp. Các bạn vào lớp, các bạn phải khai báo đúng tên để thầy biết là bạn nào thầy mới tương tác thầy mời được. Còn không thể học theo kiểu như thế được nha. Chúng ta học phải vào đúng tên tuổi của mình. Rồi, thầy check. Sau khi ấy xong là chúng ta kiểm tra. Là chúng ta đã học cách để chúng ta so sánh với hai phân số. Đó là lý do tại sao các bạn sai rất là nhiều. Khi chúng ta không hiểu đúng về cái biểu diễn toán học về phân số đối với các bài toán. À, bạn NN lại vào lớp mà không cho thầy biết tên gì thì thầy sẽ mời ra khỏi lớp và thầy sẽ chặn, sẽ không cho vào nữa nha. Rồi thầy sẽ chặn lại bạn nào vào đúng. Thầy mới duyệt. Rồi chúng ta sang câu kế tiếp. Để thầy nhắc cô Huân nhé. Rồi chúng ta sẽ so sánh ở trên cái trục số number line. Chúng ta học number line đối biểu diễn đối với số tự nhiên rồi. Bây giờ chúng ta muốn biểu diễn trên trục số thì chúng ta sẽ phải học cách để chúng ta biểu diễn chúng ta mới so sánh được. Rồi thầy mời bạn tiếp theo. Thầy mời bạn Minh Châu. Minh Châu lên tiếng. Minh Châu. Vâng. Chúng ta cần vẽ biểu diễn cái phân số bao nhiêu đây? Em cho thầy là 5/8. 5/8. Thì chúng ta thấy là cái bánh này được cắt ra làm mấy phần? Được cắt ra làm 8 phần. Rồi, chúng ta cắt ra làm 8 phần. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là từ 0 đến 8 phần 8 này tức là một cái bánh này. Yeah. Yeah. Thì chúng ta thấy nó là một cái bánh. Bây giờ thầy muốn biểu diễn 5 phần 8. Tức nghĩa là cái bánh này chúng ta cắt ra làm mấy? Cắt ra làm 8 phần. Rồi, 8 phần. Rồi, chúng ta cắt ra làm 8 phần tương ứng với các dấu vạch. Bây giờ thầy cần phải đồ mấy? Thầy cần phải đồ 5 phần. Rồi, 5 phần. Vậy là chúng ta tới cái vạch nào? Vạch này đúng không? Vâng. Rồi, chúng ta kéo ra. Tới cái vạch này. Kéo ra. Rồi, kéo tới. Rồi, bây giờ tương tự như vậy. Thầy đồ 6 phần rồi. Thầy đồ 6. Thầy đồ 6, thầy lùi lại vạch ở dưới. Tới đây là chúng ta thấy là từ 0 đến 6 phần 6 này tức là 1 đấy. 1. Thì chúng ta cũng chia làm 6 phần. Thì chúng ta đếm chúng ta lấy 5 phần này. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì cái này nó chính là 5 phần 6. Còn cái này là 5 phần 8. Vậy nhìn vào đây chúng ta biết được. Cái đó là 6 phần 8 rồi thầy. Đúng rồi thầy. Thầy lùi lại đi thầy. Lùi chưa? Thầy lùi rồi đó. Rồi. 5 phần 6 như vậy chỗ này không đúng à?
Không phải thầy, thầy thì... Thầy 5 phần 8 rồi thầy. 2, 3, 4, 5. À đúng rồi. Thầy lùi lại một chút nữa. Đúng. Rồi, tới đây 5 phần 8. Vậy thì chúng ta thấy cái nào lớn hơn? 5 phần 6. À, 5 phần 6 nha. Chúng ta thấy từ đây đến đây là 5 phần 8. Còn cái chiều dài từ 0 đến đây thì chúng ta thấy nó là 5 phần 6. Vậy chúng ta nhìn vào chúng ta cũng thấy được là biểu diễn trên trục số. Thì chúng ta thấy cái độ dài của cái 5 phần 8 nó cũng ngắn hơn so với 5 phần 6. Nên chúng ta sẽ cho nó là bé hơn. Vậy đúng không? Đúng ạ. Rồi. Thầy nhắc lại, bạn nào nick là NN cần cho thầy biết tên gì. Không là thầy không duyệt vào lớp nhé. Không làm mất thì giờ của thầy. Bạn NN có sửa tên hay không? Và nói cho thầy biết tên gì. Chứ chúng ta không học theo kiểu như vậy. Không cố gắng vô mà không có đúng. Thầy gỡ ra tiếp nha. Và thầy sẽ không duyệt nữa. Rồi thầy mời bạn kế tiếp. Mời bạn Minh Sang. Minh Sang. Kéo tới ô thứ mấy Minh Sang? Minh Sang. Minh Sang không thấy trả lời. Thầy mời bạn Kiệt. Kéo tới ô thứ mấy Kiệt? Dạ, kéo tới ô thứ mấy? Ô thứ hai. À, ô thứ hai nằm đây đúng không? Giải thích cho thầy tại sao biết không? Tại vì đến ô cuối cùng là 6 phần 3 rồi. Đây mới là 2 phần 3. À, chúng ta thấy là từ đây đến đây là chúng ta thấy là 6 đoạn. 6 đoạn mà tới đây nó là 6 phần 3. Tức nghĩa là thầy xem 6 phần 3 này là 6 đoạn có kích thước là 1 phần 3. 6 đoạn có kích thước 1 phần 3. Điều đó cho chúng ta biết rằng là một đoạn này này là kích thước nó bằng mấy đây? Kích thước bằng mấy? Kích thước bằng mấy? Kích thước bằng 1 phần 3. À, 1 phần 3 thầy biểu diễn kích thước 1 phần 3. Bây giờ thầy muốn lấy 2 phần 3 là lấy mấy đoạn? 2 phần 3 lấy 2 đoạn. Rồi 2 đoạn. Nên chúng ta sẽ kéo cái dấu chấm này về 2 đoạn. Rồi ok. Rồi 4 phần 3 thì biểu diễn làm sao đây? Kéo 4 đoạn. 4 đoạn. Chúng ta thấy là ở đây, từ đây đến đây cũng là 6 phần 3, tức là 6 đoạn. Có kích thước 1 phần 3, vậy thì kích thước của này là 1 phần 3. Vậy chúng ta cần biểu diễn 4 đoạn. 3, 4. Và chúng ta sẽ kéo cái dấu chấm tới cái vị trí này. Là 4 chấm. Nhắc anh ca. Rồi, vậy chúng ta có số nào lớn hơn? Dạ, số 4 phần 3 lớn hơn. Rồi, 4 phần 3 lớn hơn 2 phần 3. Thầy mời bạn Trần Châu. Dạ. Rồi, biểu diễn cho thầy. Chuyển cái cột đó lên cái đặt số 4. Rồi, 4 ô. Còn ở dưới này, mấy ô? Di chuyển lên cái gạch màu xanh dương. Rồi, tới đây luôn. Dạ. Tại sao 4 phần 6 nó nằm đây? Mà 4 phần 4 thì nó nằm mãi đây. Tại sao? Giải thích cho thầy xem. Tại sao lại kéo chỗ đó? Tại sao? Bởi vì để bài cho vậy. Tại vì ổ bánh mì của chúng ta là một ổ thì nó phải tới cái 6 phần 6. 6 phần 6 tức nghĩa là nó là một ổ bánh mì đúng không? Dạ. À,
Vậy thì chúng ta cần cắt ra làm 6 phần. Và chúng ta lấy mấy phần đây? Lấy mấy phần? 4 phần. Mỗi một cái này là 1 phần 6. Vậy thì 4 phần 6 nó phải là 4 đoạn. Còn bây giờ chúng ta cần biểu diễn 4 phần 4. Tức nghĩa là ổ bánh mì này. Chúng ta cắt ra làm 4. Và chúng ta lấy 4 luôn. 4 phần luôn. Nên chúng ta thấy là nó dài thế này. Rồi, bạn nào nắm được cái biểu diễn này giơ tay cho thầy xem. Phản hồi cho thầy. Bạn nào nắm được cái sự biểu diễn trên trục số này giơ tay. Rồi, bạn Châu cho thầy biết, Trần Châu cho thầy biết là số nào lớn hơn? Số 4 lớn hơn. À, 4 phần 4 lớn hơn 4 phần 6 nha. Mời bạn Đình Khang. Đình Khang. Rồi biểu diễn cho thầy kéo tới mấy vạch? Ba vạch. Hai vạch. Dưới hai vạch. Số nào lớn hơn? Là 3 phần 4. 3 phần 4 lớn hơn 2 phần 4. Rồi chúng ta chúng ta làm quen với cái việc biểu diễn trên trục số. Và các bạn phải về nhà luyện tập bài tập phân số ngay để chúng ta nắm vững hơn. Chứ chúng ta không luyện tập là về chúng ta không có vững được cái này. Nhất là bạn Khả An đấy. Bạn Khả An mà không cố gắng làm bài tập nhiều hơn chắc chắn là sẽ không theo được lớp này nữa. Bởi vì theo không kịp. Chúng ta không luyện tập làm sao mà kịp được. Mời bạn Ngọc Thư. Ngọc Thư. Dạ. Cho thầy biết phân số nào lớn hơn. Phân số 9 phần 6. Mấy? 9 phần 6. Rồi, 9 phần 6 lớn hơn 3 phần 6. Rồi, thầy check nha. Chúng ta có một cái quy tắc mà chúng ta có thể nhớ nhanh là khi mẫu số nó bằng nhau. Mẫu số nó bằng nhau rồi. Tức nghĩa là cái kích thước của một phần là nó giống nhau. Nên chúng ta chỉ đếm coi là bạn này 3 phần, bạn kia 9 phần. Thì chúng ta sẽ thấy là 9 phần sẽ phải lớn hơn 3 phần. Thì thay vì thầy ghi là 3 part. Cái này là 9 part. Thì thầy về mặt toán học thầy sẽ không ghi như vậy. Mà thầy diễn đạt nó thành toán học là part ở đây là 3 phần 6. Đây là 9 phần 6 và chúng ta đã có cái lớn hơn. Đó là cách mà chúng ta nhận diện nhanh để chúng ta xử lý bài toán. Mời bạn Khả An. Cái nào lớn hơn Khả An? Dạ thầy là 2 phần 4. Rồi 2 phần 4 lớn hơn. Mời bạn Trường Sơn. Trường Sơn. Rồi, cái nào lớn hơn? 3 phần 3 ạ. Rồi, 3 phần 3 sẽ lớn hơn 2 phần 3. Nó có cùng mẫu số rồi. Nên chúng ta chỉ đếm. Chúng ta đếm là chúng ta sẽ biết được. Bạn NN là bạn nào phải sửa lại tên nhá. Không sửa lại tên là thầy không có cho vào nha. Vâng thầy. Từ nãy giờ thầy gọi hoài không thấy gì hết. Rồi mời bạn nữa. Mời bạn Minh Nhật. Phân số nào lớn hơn Minh Nhật? Dạ là phân số 4 phần 4. Rồi 4 phần 4 lớn hơn 3 phần 4. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu các bạn không chú ý nghe giảng và về nhà làm bài tập thì chúng ta sẽ gặp khó khăn. Bây giờ chúng ta cần so sánh khi mà nó có cùng cái tử số, tức là cái con số ở bên trên ấy, nó gọi là same numerator, thì chúng ta so sánh thế nào? Mời bạn Uyên Nhi. Cái nào lớn hơn? Dạ.
Con không đồng. Dạ là mấy? Dạ là 8 là bằng nhau. Bằng nhau? Sao không bằng nhau được? Dạ không, 8 phần 4 nữa. À, chúng ta 8 phần 4 này á, nếu mà chúng ta đưa về phân số tương đương để mà cái kích thước của mỗi phần chia là bằng nhau, bằng cách là thầy cho nó có cùng mẫu số. Vậy thì 8 phần 4 thầy đưa về cùng mẫu số là 8. Thì cái tử số này nó phải nhân thêm cho mấy? Nhì? Dạ, nhân thêm cho... Nhân thêm mấy? Nhân cho 2. À, nhân 2 thì tử số nó là bao nhiêu? Dạ, là bằng 16. À, vậy thì chúng ta sẽ thấy là 16 phần 8 này nó sẽ lớn hơn 8 phần 8. Vậy thì 16 phần 8 cũng chính là 8 phần 4. Vậy thì chúng ta đã biết được là cái nào đã lớn hơn rồi. Nha, ta biết được. Yeah. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Mời bạn. Bạn nào đây? Mời bạn. Bạn Giáp. Cái nào lớn hơn? Tôi là 3 phần 3. Rồi, 3 phần 3 lớn hơn. Mời bạn Khả An. Khả An. Dạ thầy. Cái nào lớn hơn? Dạ 4 phần 4. Sao lại 4 phần 4? Bây giờ cái bánh chúng ta cắt làm 4. Chúng ta lấy 4 phần. Đúng không? Đây. Còn cái 4 phần 3 này là gì? Cái bánh cắt là mấy anh? Cắt làm 3. Cắt làm 3 lấy mấy phần? Để lấy 4, 3 phần. Đâu lấy 4 phần chứ. Mà chỗ này mới có 3 phần thôi. Vậy thì cái bánh thứ hai thầy cũng phải cắt làm 3. Thầy lấy thêm bao nhiêu phần nữa? Dạ phải cắt thêm 1 phần. Lấy thêm 1 phần nữa. Vậy thì chúng ta nhìn cái phần màu xanh dương với xanh lá thì cái nào lớn hơn? Dạ xanh lá. À, xanh lá lớn hơn. Vậy phân số nào lớn? Dạ con số 3 lớn hơn. 4 phần mấy? 4 phần mấy lớn hơn? Dạ 4 phần 3. À, 4 phần 3 lớn hơn. Có hiểu tại sao chưa Khả An? Dạ rồi. Rồi. Về nhà làm bài tập nhé. Thầy khuyên nên làm bài tập. Không làm bài tập chúng ta lờ mờ lắm. Thầy biết là còn lúng túng cái chỗ này. Nếu không về nhà luyện tập phần phân số thầy cấp bài rồi thì chúng ta không thể nắm bắt bài mới được. Mời bạn Minh Châu. 3 phần 8 với 3 phần 2 cái nào lớn hơn? Em thích thầy 3 phần 2 lớn hơn. Rồi, 3 phần 2 lớn hơn. Thầy nhắc lại, có một cái cách mà chúng ta cũng có thể hình dung được là gì? 3 phần 8, chúng ta hiểu là chúng ta ăn 3 miếng có kích thước 1 phần 8. Và 3 phần 2, chúng ta sẽ hiểu nó là 3 miếng có kích thước 1 phần 2. Vậy thì, đầu tiên trả lời cho thầy, cái phần bánh 1 phần 8 với 1 phần 2 cái nào lớn hơn? Minh Châu. Minh Châu. Minh Châu. Thầy... một phần tám với một phần hai thì cái nào lớn hơn? Cái nào lớn hơn? Thầy chả nghe cái gì á. Cái nào lớn hơn? Một phần hai. À, một phần hai lớn hơn. Chúng ta ăn nửa cái bánh. Chúng ta ăn nửa cái bánh này. Một phần hai nó gọi là nửa cái bánh. Với cái này là chúng ta chỉ ăn có một phần tám của cái bánh thôi. Đấy chưa? Vậy thì 1 phần 2 nó sẽ phải lớn hơn. Chúng ta sẽ thấy là 1 phần 2 nó sẽ lớn hơn 1 phần 8. Rất là rõ ràng. 1 phần 2 lớn hơn 1 phần 8 đấy. Để thầy chuyển. À, chuyển bạn Hoàng Long sang lớp của thầy Cường. Rồi. Thầy nhắc lại. Khi ăn 1 phần 2 cái bánh, nó sẽ lớn hơn 1 phần 8. Vậy thì nếu chúng ta có ăn
3 miếng có cái thứ 1 phần 8 thì nó cũng phải bé hơn so với 3 miếng có thứ 1 phần 2. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ thấy là 3 phần 2 sẽ phải lớn hơn 3 phần 8. Ok, đó, chúng ta ôn được kỹ cái phần phân số tương đương này thì chúng ta mới hiểu được về phân số. Rồi sang phân số khác mẫu số chúng ta mới trả lời được. Còn không chúng ta chả hiểu gì hết. Chúng ta lại sẽ làm sai tùm lum hết. Thầy mời bạn Ngọc Thư. Ngọc Thư đâu? Lên tiếng. Đi rồi thầy. So sánh phân số này. Cái nào? Cái nào lớn hơn? 3. 3 gì? 3 phần 3. Lớn hơn 1 phần 3. Rồi. Phải kiểm tra một loạt nha. Mời bạn Minh Nhật. Cái nào lớn hơn? Cái nào lớn hơn? Đây là 6 phần 8. Để ra. 6 phần 8 lớn hơn 6 phần 6. Này tính gì? Phải không? Đúng không? Lúc nãy thầy mới nói thì sao? Một bạn A ăn 6 miếng có kích thước 1 phần 8. Với một bạn B là ăn 6 miếng có kích thước 1 phần 6. Thấy chưa? Cái 1 phần 8 này chắc chắn là cái kích thước của nó phải bé hơn 1 phần 6 rồi. Tại sao? Chúng ta cắt cái bánh ra mà nó càng nhiều. Chúng ta cắt làm nhỏ đi. Ví dụ thầy lấy cái bánh này, thầy cắt ra làm 8 phần này. Vì các bạn xem kích thước của 1 phần 8 nó chỉ bằng này rồi. Trong khi đó cũng là cái bánh như vậy. Thầy cắt ra làm mấy? Thầy cắt ra làm 6. Thầy cắt ra làm 6. Thì chúng ta thấy là cái phần bánh 1 phần 6 này này. Nó sẽ lớn hơn một cái bánh là 1 phần 8. Cái này nó gọi là unit fraction các bạn. Là phân số đơn vị. Tức là chúng ta đang nói tới một phần trên cái bánh thôi. Thì một phần. 1 phần 6. Thì cái phần đó nó lớn này. Còn 1 phần 8 này nó bị nhỏ lại. Do chúng ta cắt ra làm nhiều miếng nhỏ. Vậy chúng ta kết luận là 1 phần 8 phải bé 1 phần 6. Vậy thì bạn Minh Nhật cho thầy biết là nếu thầy ăn 6 miếng bé với 6 miếng lớn thì cái nào lớn hơn? Thế là 6 1 phần 6. 6 miếng lớn là 6 1 phần 6. Nó phải lớn hơn 6 1 phần 8. Rồi, bạn nào hiểu được cái bài này đồng ý ý kiến với bạn Minh Nhật giơ tay để xem. Ở trên trường các bạn mà học cái này ấy, là các bạn sẽ sử dụng cách là quy đồng. Đúng không? Chúng ta học quy đồng để chúng ta xem cái tử số nào lớn hơn thì cũng được. Nhưng mà khi chúng ta quy đồng lên chúng ta không hiểu bản chất của nó. Người ta đang muốn so sánh cái unit fraction. Đây là hai unit fraction. Tức là kích thước của một miếng bánh. Cái nào lớn hơn, nào nhỏ hơn. Rồi lúc đó chúng ta mới nói là chúng ta ăn 6 miếng nhỏ với 6 miếng lớn. Chúng ta đọc cái này là lớn. Cái này là lớn. Cái này là bé. Vậy thì 6 miếng lớn nó phải lớn hơn 6 miếng bé. Vậy thì chúng ta suy ra được là phân số 6 phần 8 phải bé hơn 6 phần 6 nha các bạn. Chúng ta học đúng thì chúng ta phải học như vậy. Rồi chúng ta đổi lại nha. Phải không? 6 phần 6 lớn hơn 6 phần 8. Thầy mời bạn Quốc Ân. Quốc Ân. Cái nào lớn hơn? Nhanh. Dạ là 2 phần 2 lớn hơn. Tại sao? Tại sao 2 phần 2 lớn 1 phần 2? Tại 2 phần 2 là nguyên nhân lớn hơn. Nguyên một cái bánh. Rồi, 2 phần 2 là nguyên cái bánh. Còn cái 1 phần 2 là gì? Mới được một nửa thôi. Một nửa thôi. Cái này chúng ta hiểu đây là 1 phần 2. Chúng ta hiểu cái này là 2 phần 2. 2 phần 2 là toàn bộ thầy đã đổ cái phần màu hồng.
Còn 1 phần 2 là thầy chỉ đồ mới có cái phần màu xanh thôi. Bây giờ chúng ta nhìn vào hình ảnh thì chúng ta đã biết được là nguyên một cái bánh thì phải lớn hơn một nửa cái bánh chứ. Đấy. Chúng ta không chỉ so sánh dựa trên là mẫu số bằng nhau thì tử số lớn hơn thì phân số đấy lớn hơn. Chúng ta học cái quy tắc này trên trường. Nhưng mà thầy vẫn muốn vận dụng cho các bạn hình dung ra được các vấn đề về phân số. Thì chúng ta mới cảm nhận được chiều sâu của nó. Thì chúng ta mới giải quyết được các bài toán đố khó được. Rồi, thầy check. Mời bạn Minh Châu. Minh Châu. Vâng. Cái nào lớn hơn? Em thưa thầy là 1 phần 2 lớn hơn ạ. Sao? Tại sao 1 phần 2 lớn hơn 1 phần 3? Em thầy 1 phần 3 lớn hơn. 1 phần 3 lớn hơn. Sao thầy hỏi cái là đổi là sao? Giờ cái bánh chia là mấy? 1 phần 2 này. Chia là mấy? Chia là mấy Châu? Em thầy chia làm 2. Chia làm 2. Ăn mất nửa. Còn bạn kia sao? Mẹ bảo cho 1 phần 3 thôi. Cái bánh phải cắt ra làm mấy? Cắt ra làm 3. Vậy thì 1 phần 3 nó bằng này thôi. Vậy thì cái nào lớn hơn? Em nghe thầy là 1 phần 1 phần 2 lớn hơn. Một bên là 1 phần 3, bên kia là 1 phần 2. Thì chúng ta thấy là nhìn hình ảnh này, nó cho trà bá này, nó tới nửa cái bóng. Còn cái 1 phần 3 chúng ta thấy là gì? Nó chưa được một nửa. Đấy, nếu thầy đồ ra nửa nó vậy này, mà đây nó mới có 1 phần 3 thôi. Thì làm sao 1 phần 3 nó có thể lớn hơn 1 phần 2 được? Các bạn thấy chưa? Vậy thì chúng ta phải nhớ một cái quy tắc. Cái bánh mà chúng ta cắt cho ít bạn, thì mỗi bạn được cái màu đó, nó sẽ lớn hơn với một cái bánh mà bị cắt ra cho nhiều bạn chứ. Bây giờ thầy nói rằng ấy, là bây giờ một lớp, thầy xóa chỗ này đi nhá. Thầy nói là một lớp có 20 bạn. Một lớp là có 30 bạn. Đúng không? Bây giờ mỗi một lớp cắt cái bánh sinh nhật ra, chia đều ra mỗi bạn miếng. Thì bây giờ cái lớp mà có 20 bạn này này thì chia ra có cho 20 bạn thôi. Thì chúng ta thấy là kích thước của một phần trong này này nó là bao nhiêu? Thầy mời bạn Ngọc Thứ. Nhiều thấy. Nếu một cái bánh sinh nhật của một cái lớp A mà chia đều cho 20 bạn thì mỗi bạn được một phần. Thì cái phần này biểu diễn là một phần mấy? 1/20. 1/20 thôi. Còn cái lớp kia, cái lớp B, bây giờ có tới 30 bạn là nếu mà chia ra thì chúng ta được cái phần bánh ấy nhỏ đi hay là lớn lên? Nhỏ đi. Nhỏ đi. Đó. Vậy thì mỗi bạn được phần này thì nó là 1/ mấy? 1/30. Vậy chúng ta rút ra kết luận là 1/20 với 1/30 thì cái nào lớn hơn? Thì cái 1/20 lớn hơn. Chúng ta thấy là khi mẫu số mà nó lớn hơn ấy, tức nghĩa là cái kích thước của một cái phần bánh nó bị bé đi. Vậy là cái mẫu số nó càng lớn thì cái phân số này nó càng bị bé. Bé hơn so với cái mẫu số này nó nhỏ này. Thì cái phân số này nó bé. Đó, có chúng ta lưu ý cái này nha. Rồi, vậy từ đây chúng ta rút ra kết luận là 1 phần 2 phải lớn hơn 1 phần 3. Mời bạn Minh Sang. Cái nào? Dạ thầy. Cái nào lớn hơn? Dạ thầy là 1/4. 1/4 lớn hơn. Lớn bao nhiêu thầy? Quên thầy, 3/4 thầy, 3/4 thầy cân. Rồi, 3/4. Mời bạn Trần Châu. Dạ. Cái nào? 1/2 lớn hơn 2/3. Nói lại. Thầy chưa nghe. 1/2 lớn hơn 2/3. 2/2 lớn hơn 2/3. Thì chúng ta nhìn vào đây, 2/2 chính là một cái bánh.
Tại chúng ta lấy luôn 2 phần mà. Thì thầy gọi 2 phần 2 này nó là một cái bánh. Còn 2 phần 3 kia chỉ là cái gì? Là cái bánh chúng ta cắt ra làm 3 phần và chỉ được xơi cái 2 phần thôi. Vậy thì chúng ta đâu được xơi hết một cái đâu. Đấy chưa? Vậy thì 2 phần 2 lớn hơn 2 phần 3. Nha. Thầy ghi chỗ này là 2 phần 3. Cái này là 2 phần 2. Vậy là 2 phần 2 lớn hơn 2 phần 3 nha các bạn. Rồi thêm câu nữa chúng ta ra chơi. Mời bạn Trường Sơn. Trường Sơn. Em đây ạ. Rồi cái nào? Ừ. 5 phần 3 lớn nhất ạ. À, lớn hơn 1 phần 3. Rồi thầy cho các bạn ra chơi 5 phút. Sau đó chúng ta quay vào so sánh. Chúng ta so sánh về phân số tương đương ở đây. Rồi bây giờ thầy sẽ tiếp tục mời các bạn. Thầy mời bạn Trường Sơn. Trường Sơn. Em đây ạ. Khái niệm về tương đương thầy giảng lại. Nếu thầy có một quả cam, thầy cắt ra một làm đôi, thầy lấy một phần, thì cái này biểu diễn là bao nhiêu? Là 1/2. Rồi 1/2. Bây giờ thầy có một cái quả cam khác, bây giờ thầy cắt ra làm 4 phần, thì theo như bạn Trường Sơn, thầy phải lấy mấy phần thì chúng ta được ăn bằng với các bạn 1/2 này? Lấy mấy phần? Lấy một phần mấy? Cái này là 1/2. Nếu chúng ta lấy một phần thì bên này gọi là 1/2. Một phần bốn đó. Có bằng nhau chưa? Rồi ạ. Màu hồng với màu xanh có bằng nhau không? Không ạ. Không, vậy thì phải lấy mấy phần? Phải lấy thêm một phần nữa. Thêm một phần nữa. Mấy phần đây? Là một phần. Hay là nhiều? Hai phần bốn ạ. 2/4. Vậy thì với hình ảnh màu hồng và màu xanh này, thầy mới có hai cái này gọi là tương đương với nhau. Vậy là 1/2 chúng ta hiểu là ăn nửa cái bánh. 2/4 thì là chúng ta chia cái bánh ra làm 4 và chúng ta lấy 2 phần thì nó mới bằng. Vậy thì hai cái con số 1/2 và 2/4 này gọi là tương đương với nhau. Vậy thì chúng ta hiểu như thế nào là đúng? Bây giờ 1/2, bây giờ mỗi một phần này thầy cắt ra làm đôi. Thầy cắt làm đôi nữa thì vì cắt làm đôi như vậy. Vậy thì ban đầu nó là 2 phần lớn. Khi thầy cắt ra làm đôi, tức nghĩa là thầy gấp đôi nó lên, thì cái số lượng phần thầy chia ra nó phải là 4 phần. Và tương tự, cái phần màu hồng này nó đang là 1/2 lớn, thì nó cũng sẽ trở thành là 2/2 nhỏ. Thầy viết là số 2 trên này. Vậy thì chúng ta thấy nó có một cái đặc điểm là 1/2. Nếu thầy nhân tử số và mẫu số ra cùng số 2, thì chúng ta được một phân số mới là 2/4. Được chưa các bạn? Thì hai cái phân số này bằng nhau, nó còn gọi là tương đương, equivalent, là tương đương nhau. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ, lưu ý cho thầy cái chỗ này. Cái nền tảng để chúng ta nói rằng hai cái này tương đương khi chúng ta xét trên kích thước của một cái bánh nó phải bằng nhau. Vậy thì nếu chúng ta nói rằng chúng ta ăn một nửa cái bánh nhỏ với một cái bánh lớn, thầy cắt làm 4, thầy lấy 2 phần, thì cái này là 1/2, cái này là 2/4. Thì hai cái này có tương đương với nhau hay không? Thầy mời bạn Minh Nhật. Có tương đương với nhau không Minh Nhật? 1/2 này và 2/4 này có tương đương với nhau không? Có không? Nghĩa là 1/2 lại 2/4 là... Đấy. 1/2 này? Dạ có. 2/4 này có tương đương nhau không? Dạ có. Đâu có tương đương đâu.
đâu có tương đương đâu. Nhìn lại xem, 1 phần 2 nó chỉ là nửa cái bắn nhỏ thôi. Bây giờ bạn này ăn tới 2 cái phần bắn lớn lận. Vậy thì chúng ta thấy là nó không thể bằng nhau được nha. Nó sẽ khác nhau chứ nó không thể bằng nhau được. Nó khác nhau. Nên chúng ta không thể gọi nó tương đương được. Còn cái 1 phần 2 và 2 phần 4 này ấy, là nó so sánh trên cùng kích thước của một cái bắn. Tức là cái hâu nó bằng nhau. Cái hâu bên này với cái hâu bên này nó bằng nhau. Thì chúng ta mới nói 1 phần 2 tương đương với 2 phần 4 được. Còn cái hâu bên này là bé. Bên này là lớn. Vậy thì 1 phần 2 cái bé với cả 2 phần 4 cái lớn thì nó không có tương đương. Nên chúng ta phải điền dấu khác nhau. Đồng ý không bạn Minh Nhật? Đồng ý chưa? Yeah. Nhật. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Cái là mình câu hỏi. Thầy hỏi là có đồng ý câu trả lời là 1 phần 2 không thể bằng 2 phần 4 đối với cái bánh bé và bánh lớn. Đồng ý không? Yeah. Rồi. Bây giờ trả lời cho thầy là chúng ta chọn câu trả lời nào là đúng. 3 phần 3 bằng 6 phần 6 thì cái hình nào cho chúng ta biết là đúng? A được không? Minh Nhật? Yeah. A được không? Câu A được không? Dạ, yeah, câu A. 3 phần 3 này. Cái bánh chia làm 3 phần, chúng ta lấy 3 phần. Yeah. Còn cái bên kia là chia làm 6 và chúng ta lấy 6 phần. Hai này có tương đương nhau không? Hai cái đó có tương đương. Có tương đương. Rồi, yeah. Thầy mời thêm một bạn khác coi. Mời bạn Ngọc Thư. Câu A có tương đương không Ngọc Thư? Con nghĩ là không. Không. Tại sao? 3 phần 3 là chúng ta ăn nguyên một cái bánh lớn. Còn 6 phần 6 là chúng ta ăn nguyên một cái bánh nhỏ. Vậy thì cái bánh to, cái bánh lớn và bánh nhỏ có bằng nhau không? Không. Không. Vậy thì câu A không thể bằng nhau được. Đồng ý không Minh Nhật? Minh Nhật. Đồng ý không? À, có tương đương. Câu A có tương đương không? Nói sao thì chả nghe gì hết. Nói lại. Hai bánh không có tương đương. Rồi ok. Rồi cho thầy hỏi bạn Minh Nhật là câu B có tương đương không? Cắt ra làm 3 phần và lấy 3 phần. Còn bên này là lấy, cắt ra làm 6, lấy luôn 6 phần. Vậy hai này có tương đương không? Có không? Có không? Dạ có. À, có. Chúng ta thấy cơ bản là kích thước của cái bánh này này. Nó là hình lục giác. Thì cái này cũng là hình lục giác. Kích thước của hai cái bánh này nó bằng nhau. Nên khi chúng ta lấy 3 phần thì nó chính là một cái bánh. Và bên này thầy lấy 6 phần cũng là một cái bánh. Vậy thì một cái bánh này nó bằng với cái bánh này. Nên chúng ta mới nói nó là tương đương. Vậy chúng ta chọn là câu B. Còn câu C chúng ta thấy nó không đúng bởi vì một cái này là bánh to, cái bánh nhỏ. Thì chúng ta có lấy 3 phần cái này thì nó đâu thể nó bằng với lấy 6 phần này đâu. Tại 6 phần này nó chỉ là một cái bánh nhỏ. Còn 3 phần này nó chỉ là một cái bánh to. Một cái bánh to thì không thể một bằng một cái bánh nhỏ được. Nha các bạn. Đấy, rất nhiều bạn bị sai cái này. Khi thầy dạy các lớp nhiều năm gặp tới câu này là rất nhiều bạn, vô số bạn là bị sai. Bởi vì chúng ta không hiểu bản chất của cái tương đương là cái gì. Nên chúng ta cứ thấy hai phân số bằng nhau là chúng ta quất là tương đương rồi. Chứ chúng ta không hiểu ý nghĩa của cái sự tương đương này. Dẫn đến là các bài khác sau này các bạn không làm được. Rồi mời bạn Quốc Ân. Quốc Ân. Chọn câu nào? Nói nhanh, chọn câu nào là đúng? Chọn câu B. Chọn câu B.
Chúng ta xem coi, cái bánh chia làm 4 và chúng ta lấy 2 phần. Đây. Ở đây là 2/4 nhé. Rồi bên kia, 1/4 là cái bánh cắt ra làm 4. Chúng ta lấy 1 phần. Vậy thì cơ bản là hai cái bánh nó bằng nhau. Thì chúng ta mới phân tích được hai phần này nó sẽ lớn hơn 1 phần này. Bởi vì kích thước của 1 phần nó bằng nhau mà. Nên chúng ta mới đếm được là hai phần thì phải lớn hơn 1 phần thôi. Thì chúng ta mới chọn câu B này là đúng. Được chưa? Rồi thầy mời bạn nào. Em cũng thế mà thầy. Sao? Câu C cũng thế. Rồi, chúng ta thấy câu B đúng này. Rồi bạn Ngọc Thư cho thầy biết câu B có đúng không? Câu B có, con thấy câu C là người ta cũng cái kinh thứ nhất này nó cũng người ta cũng lấy 2 phần, cái kinh thứ hai người ta cũng lấy 1 phần. Tất cả người ta được 4. Bây giờ cho thầy biết câu C này là cái bánh chia làm mấy? Cái bánh chia làm 4 phần. 4 và lấy mấy phần? Lấy 2 phần. Lấy 2 phần. Thấy chưa? Còn cái bên này chia làm mấy phần? Chia làm 4 phần. 4 phần. Vậy thì hai cái này có đúng không? Có bằng nhau không? Có không? Có. Có. Đâu à, có không. Đâu. Chúng ta nhìn cả một cái bánh này này. Thầy vẽ là cái bánh màu xanh này. Nó có bằng với cái bánh hình vuông này không? Không. Có không? Không. Ở nó không bằng nhau thì làm sao chúng ta so sánh bằng nhau được. Thấy chưa? Chúng ta lấy 2/4 của cái bánh nhỏ thì nó không thể xác định được là nó sẽ bằng với 1/4 của một cái bánh lớn được. Chúng ta đâu có xác định được đâu. Hai cái miếng nhí nhí này thì làm sao mà bằng với một cái miếng bánh to vật được. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy là về mặt con số là 2/4. Đúng không? 2/4 thì chúng ta sẽ thấy là nó lớn hơn 1/4 đấy. Đúng không? Lớn hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ so sánh được khi mà kích thước một cái bánh là nó bằng nhau thôi. Còn hai cái này nó không bằng nhau thì chúng ta không so sánh được. Cái này cũng vậy. Cái bánh nhỏ thầy chia làm 4, thầy lấy 2 phần. Cái với cái bánh lớn thầy chia làm 4, thầy lấy 1 phần. Thì thầy đâu có biết được là 1/4 của bánh lớn này với cả 2/2 cái bánh nhỏ này đâu so sánh được đâu mà biết được. Chúng ta muốn so sánh là phải trên một cái bánh nó phải như nhau chúng ta mới so sánh được nha. Thầy lưu ý cái việc đó đó. Rồi, bạn trả lời là câu B. Mời bạn Giáp. Bạn Giáp đâu? Giáp lên tiếng. Bây giờ người ta nói là trong khi cái con gấu này này thì cái con gấu này nó ăn bao nhiêu? 3/8. Nó sẽ ăn tất cả nhưng 3/8 của cái gì? Của cái bánh màu xanh lớn. Đây thầy vẽ này nhá. Cái bánh bự này, bích này chia làm mấy phần? 3/4. Câu mấy đây? 8/8. Câu 8 là chúng ta chia làm 8 phần và ăn mấy phần? 3/3. À, ăn 3 phần. 3 phần của cái bánh lớn. Sau đó là... Sau đó thì sao? Chúng ta nên nhớ là bạn Goldilocks này ăn tất cả nhưng 3/8 của cái miếng bánh lớn là nó off, nghĩa là sao? Nó còn lại đúng không? Off his plate là nó còn lại là 3 phần này. Nó ăn 7 phần kia. À, ăn 5 phần. Ăn 5 phần màu trắng này. Cái này là eat. Cái này là left. Được chưa? Left. Bây giờ sau đó cô ta ăn tất cả. Cái con này nó ăn tất cả là ăn tất cả nhưng là nó còn lại là bao nhiêu? 3/8. Nhưng 3/8 của cái bánh nhỏ này
Vậy là ăn sao? Ít hơn. Bây giờ chúng ta phân biệt coi là hai cái bánh như thế nào nhá. Một cái nó gọi là cái Baba Bear Big Green. Được chưa? Baba Big Green. Thì ở đây có nghĩa là cái bánh lớn của người bố, tức là con gấu bố đấy. Chúng ta tạm gọi ăn là cái bánh của con gấu bố. Thì bạn này ăn tất cả. Cái gì? Đi rồi đi uống nước đi. Nó nói là ăn tất cả, nhưng 3 phần 8 là cái bánh này off his plate là còn lại so với cái bánh lớn. Này thầy gọi nó là big. Sau đó, cái con đó, si ở đây là đang nói tới cái con gấu đấy thôi. Thì nó ăn thế nào bạn Giáp? Ăn tất cả 3 phần 8 của cái bánh nhỏ. Đây. Phải không? Phải. Vậy là chúng ta cũng chia làm 8 phần. Thì còn lại mấy phần? Còn lại 5 phần. Đâu có. Ăn tất cả nhưng 3 phần 8 của cái này vậy là cái này là 3 phần 8 này là ăn hay là còn lại? Ăn đó. Ăn. Rồi. Vậy là chúng ta suy ra được cái phần này là ít luôn. Ít. Vậy là cái bánh này là bánh nhỏ, small. Một cái bánh to là big, một cái bánh nhỏ. Vậy thì nếu mà chúng ta hiểu cái bánh lớn mà nó còn lại là 3 phần 8. Để thầy xem lại coi. Gorop ăn tất cả nhưng mà 3 phần 8 của bánh lớn này. Off his plate. Tức là off his plate này là chúng ta hiểu nó là. Để thầy xem coi ăn tất cả nhưng 3 phần 8. Rồi bây giờ thầy nhờ một bạn Uyên Nhi. Uyên Nhi hiểu cái câu này như thế nào Uyên Nhi? Dạ là. Tất cả nhưng 3 phần 8 thì là off his plate nghĩa là sao? Là không có ở trong cái đĩa nữa. Tức là không có ở trong cái đĩa đó. Vậy thì chúng ta hiểu nếu mà theo như bạn Uyên Nhi á, không còn ở trong cái đĩa, tức nghĩa là cái phần 3 phần 8 này là ăn đúng không? Dạ. Rồi, vậy là chúng ta hiểu cái phần này là ăn 3 phần 8 của cái lớn. Còn cái này là 3 phần 8 của cái nhỏ. Rồi. Dạ. Yeah. Ok. Thì không. Bây giờ chúng ta so sánh nha. Người ta hỏi là cái đĩa của ai thì nó sẽ còn lại nhiều hơn? Nhiều. Dạ là câu A. Câu A. Là cái bích đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Bạn nào đồng ý câu A với bạn giơ tay. Chúng ta thấy là 3 phần 8 của cái bánh lớn thì nó sẽ phải ăn nhiều hơn. Ăn nhiều hơn 3 phần 8 của cái bánh nhỏ. Vậy suy ra cái phần left là cái phần còn lại. Thì chúng ta hiểu cái phần còn lại là cái này, phần còn lại của cái bánh lớn này, chúng ta thấy nó nhiều hơn phần còn lại của bánh nhỏ. Vậy thì cái bích này nó sẽ phải còn lại nhiều hơn. Vậy thì bạn chọn câu A là Baba Bear Plate. Bạn Minh Sang có đồng ý không? Minh Sang? Được, có thầy. Rồi xong thế giơ tay, bạn nào đồng ý nữa giơ tay. Chúng ta phải đọc để chúng ta hiểu coi là chúng ta hình dung ra là cái bài toán đố là nó mô tả cái 3 phần 8 này là 3 phần 8 cái gì. Đúng không? Thì ở đây theo như bạn hiểu là cake off
tức là không còn nữa ở trên cái đĩa. Vậy thì không còn, tức nghĩa là 3/8 này chính là cái đã ăn. Tương tự như cái này cũng vậy, đúng không? Tương tự. Vậy thì người ta hỏi là hỏi cái phần thừa còn lại đó. Rồi các bạn chọn câu A. Bạn Kiệt thì sao? Kiệt, câu nào? Sao thầy hỏi bạn nào đồng ý? Nghĩ là câu C thầy. Cái gì? Nghĩ là câu C. Kiệt chọn câu gì? Dạ, dạ câu C. Câu C. Ủa, một cái bánh to với cái bánh nhỏ thì làm sao mà phần còn lại nó bằng nhau được? Đúng không? Đúng không Kiệt? Ở đây người ta nói một cái bánh là big green cake, là bánh bự của bố. Còn một cái là small green cake, là một cái bánh nhỏ. Thì hai cái bánh, một cái bánh bự này, một cái bánh nhỏ, thì bản thân cái bánh lớn nó đã bự hơn rồi. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta ăn cái phần 3/8 này đi, chúng ta cũng ăn cái này 3/8. Vậy thì chúng ta thấy cái phần còn lại này, lép này, lép này, thì cái phần còn lại cũng là lép này. Vậy thì có phải của cái lớn nó lớn hơn cái nhỏ không? Vậy chọn câu nào? Chọn câu A. Minh Nhật, Khả An có ý kiến gì không? Không thấy phản hồi. Minh Nhật có đồng ý không? Dạ con. Bạn nào đồng ý thì giơ tay cho thầy. Thầy không muốn rằng sau những bài này rồi là các bạn không hình dung ra được phân số. Phân số lớp 3 cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng tới những cái kiến thức sau này các bạn học về phân số. Nên nếu các bạn mà hiểu không đúng thì chúng ta sẽ không làm được nha các bạn. Rồi thầy mời bạn Minh Nhật nè. Minh Nhật. Minh Nhật lên tiếng. Yeah. Bây giờ bạn Hiro này mất bao lâu? Mất bao nhiêu thời gian để đi từ nhà tới trường? Mất bao nhiêu thời gian? Là 1/3. Rồi, home này, school này. School. Thầy xét về mặt thời gian là thầy biểu diễn cái time. Thì ở đây nói rằng đi mất 1/3 thời gian. Thầy không biết là nó là bao nhiêu tiếng. Thầy chỉ biết là thầy mô tả toàn bộ cái thời gian là bằng một cái độ lớn. Giờ thầy lấy 1/3 thời gian đó, thầy chia làm 3 phần. Vậy thì thầy đã biểu diễn được cái thời gian bạn đi từ nhà tới trường là mất 1/3. 1/3 thời gian. Được chưa? Rồi, còn bạn Fred này đi từ nhà tới trường mất bao nhiêu? Em 1/3 luôn. Cũng 1/3 luôn. Cũng 1/3 luôn. Chia làm 3. Bạn phép đấy cũng 1/3. Thì người ta hỏi là thời gian bạn nào đi nhiều hơn? Minh Nhật. Bạn nào? Là hai bạn luôn. Hai bạn đi là bằng nhau hả? Đúng không Nhật? Dạ đúng. Hai bạn này có học chung trường không? Có không? Nghe bạn nó học chung trường, chỉ có. Đâu có đâu, trong đề bài nó có nói chung trường không? Hai bạn này nói là hai bạn này không hề cho biết là hai bạn này có học chung trường hay không. Lỡ may trường của một bạn là khoảng cách nó tới 20 km. Trường của bạn kia là có 5 km thì sao? Vậy thì một bạn đi một học một cái trường xa thì cái thời gian nó lớn. Thầy biểu diễn cái khoảng thời gian nó cũng lớn theo. Còn một bạn là thời gian nó nhỏ. Vậy thì chúng ta nói rằng một bạn là đi 1/3 là cái đoạn này. Một bạn kia là 1/3 thời gian đi có đoạn này. Thì sao? Hoặc ngược lại bạn kia là học trường xa hơn thì đi lâu hơn thì sao? Vậy thì chúng ta có thể biết được bạn nào đi nhiều hơn hay không? Nếu chúng ta phải xác định một cái bài toán là đi từ nhà tới trường
thì chúng ta phải xem coi là nó có cùng khoảng cách và đi cùng thời gian hay không. Trong này không hề nói đến là hai bạn này có học cùng trường rồi đi cùng chiếc xe bus hay là đi khác xe, để chúng ta biết được là thời gian là như thế nào. Lỡ may thầy nói là bạn này đi mất 3 tiếng, đúng không? À, đi từ trường tới nhà bình thường đi 3 tiếng mà bạn này đi mất, bạn này đi 1/3 giờ thì sao? Vậy thì theo như các bạn thì hiểu như là đúng. Thầy mời bạn Minh Châu. Minh Châu. Em nói thầy. Chọn câu nào? À. Đọc lại được không thầy? Em chưa nghe rõ. Bạn Hiro này đi 1/3 giờ từ nhà tới trường. Với bạn Fred này đi 1/3 giờ từ nhà tới trường. Vậy thì ai đi nhanh hơn? Em thưa thầy là... Ai đi nhanh hơn? Em nghĩ cô là bạn Fred nhanh hơn. Cái gì? Bạn Fred ạ. Bạn Fred hả? Lý do tại sao nhanh hơn? Em với thầy là vì em thấy cái chữ run là bạn ấy chạy từ nhà đến chỗ trường của mình. Rồi, bây giờ thầy mời thêm bạn nữa. Mời bạn Uyên Nhi cho ý kiến. Uyên Nhi. Dạ. Cái nào? Dạ, cô C. Tại sao? Tại sao cô C? Đại, bởi vì Hiro lấy 1/3. 1/3 của cái gì? Giờ. À, 1/3 giờ này với 1/3 giờ này có như nhau không? Dạ, giống. À, giống nhau. Chúng ta nên nhớ trên đồng hồ 1 giờ là có 60 phút. Vậy thì nếu thầy biểu diễn 60 phút là cái đoạn này, vậy thì 1/3 giờ là thầy chia làm mấy? Dạ, 3 phần. À, chia làm 3 phần. Vậy thì 1 phần chỗ này, thầy hiểu nó là bao nhiêu phút? Nếu toàn bộ này là 60 phút thì cái này là bao nhiêu phút? Dạ, 20. 20 phút. Vậy thì nếu thầy nói là 1/3 của 1 giờ mà thầy đổi ra 1 giờ là 60 phút, vậy thì nó là 20 phút đó. Và bạn kia thì cũng thế thôi. Đơn vị 1 giờ là như nhau. Nên lấy 1/3 giờ. Thì chúng ta thấy 1/3 giờ này cũng là 20 phút. Nên hai cái bằng nhau cho các bạn. Thầy đang thử xem coi là các bạn có hiểu được cái chỗ kỹ chỗ này hay không. Nếu mà người ta thay chỗ chữ hour này là cái time, là thời gian. Cái chỗ này là time. Không cho biết cụ thể là mỗi bạn là đi bao nhiêu thời gian, thì chúng ta không biết rằng là bạn này có cùng trường hay không, rồi thời gian có bằng nhau hay không, để chúng ta biết phân số này chúng ta tính. Còn ở đây á, người ta ghi là hour, tức là đơn vị 1 giờ là như nhau với các bạn. Nên 1/3 giờ bạn này là bằng 1/3 giờ bạn này. Nên hai bạn như nhau nha các bạn. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Nhi giơ tay. Chúng ta sẽ gặp một bài toán, người ta cho cái chỗ này là km hoặc cho chỗ này là cái time không cụ thể. Chứ nó không có ghi an hour nhé. An hour là 1 giờ là như nhau với tất cả mọi người. Nên chúng ta thấy hai cái đó là bằng nhau. Đó. Thì thử các bạn xem, để xem các bạn phản biện như thế nào. Mời bạn Trường Sơn. Trường Sơn. Em đây ạ. Rồi.
Bây giờ người ta hỏi là cái cặp hình nào thì cho chúng ta là cái diện tích được bôi là tương đương. Hình nào? Tương đương. Đó. Là cái phần bôi nó bằng nhau đó. Diện tích nó bằng nhau. Phần nào? Hình câu nào? Hình nào? Chọn đi. B. Hình B. Bây giờ mình xem coi là một cái bánh hình cái thuyền lớn này thầy cắt ra là mấy phần đây? Cắt là mấy? Đến có mấy phần? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chia là mấy phần? 6. 6 phần và lấy mấy phần? 5 phần. Còn cái hình này? Một cái bánh nhỏ. Thầy cũng cắt ra làm 6 phần, thầy lấy 5 phần. Vậy thì chúng ta thấy 5 phần 6 này có bằng 5 phần 6 này không? Có không Sơn? Không. Có không Sơn? Câu A. Thầy đang hỏi bạn Sơn mà. Trường Sơn. Con chọn sai, con chọn câu A. Chúng ta thấy là cái bánh to với cái bánh nhỏ này nó đâu có bằng nhau đâu. Mặc dù chúng ta thấy 5 phần 6 bằng 5 phần 6. Nhưng mà 5 phần 6 của cái bánh to với 5 phần 6 của cái bánh nhỏ thì chúng ta không thể nào nói nó bằng nhau được. Nên câu B không thể bằng nhau được. Mà chúng ta phải thấy cơ bản là hai cái bánh này bằng nhau này. Thì chúng ta nói cái này là 5 phần 6 của bánh này nó sẽ bằng 5 phần 6 của cái bánh này, bởi vì hai cái bánh này nó bằng nhau. Thì chúng ta xét cái số phần nó mới như nhau được. Còn cái này nhỏ, cái này to thì không thể bằng nhau được. Nên chúng ta thấy câu A sẽ là đúng. Các bạn thấy là tại sao thầy phải dạy rất kỹ về cái phân số tương đương là như vậy. Tại vì hầu hết các bạn đâu có hình dung đâu. Các bạn không hiểu phân số tương đương là gì. Nên thầy phải dạy rất kỹ. Sau đó thầy mới dạy các bạn những phần khác. Chúng ta biểu diễn nó đúng hơn được. Thầy mời bạn Trần Châu. Trần dạ. Châu. Phần nào là đúng? Dạ, câu nào? Hình A. Hình A. Chúng ta lại cũng lặp lại như vậy. Cái bánh này, nguyên một cái nó nhỏ, cái này nguyên cái nó lớn. Chúng ta không thể so sánh được. Bỏ. Cái này nhỏ, cái này to cũng không thể so sánh được. Dù cho chúng ta lấy số phần nó như nhau, nhưng mà nguyên một cái bánh to, cái bánh nhỏ nó không thể bằng nhau. Chúng ta gặp hai cái này. Chỉ có hai cái này là nguyên một cái bánh nó như nhau thì chúng ta mới so sánh được. Bên này chúng ta lấy 4 phần. 1, 2, 3, 4. Vậy cái này là 4 phần 8. Còn cái bánh này bằng với cái bánh kia, chúng ta cắt là làm 2, lấy 1 phần, tức là 1 phần 2. Thì chúng ta mới thấy là 1 phần 2 này nó mới bằng 4 phần 8 nha các bạn. Chứ không phải là chúng ta nhìn vào đây, chúng ta, cái này cũng là 1 phần 2 nè, cái này cũng biểu diễn là 4 phần 8 nè, cho hai cái bằng nhau. Sai bét. 1 phần 2 của cái bánh bé với 4 phần 8 của bánh bự thì làm sao mà như nhau được. Không thể so sánh được nha. Rồi, một bạn. Cuối. Mời bạn Khả An. Khả An lên tiếng cho thầy xem. Khả An. Khả An. Dạ thầy. Rồi, trả lời cho thầy. Ở đây người ta nói là 1 phần 3 của một cái cây. Thầy cắt cái cây đó là mấy phần? Dạ là 3 phần. Mở dấu ra thì nói cái con bò này nó chỉ cao bằng 1 phần 3 cái cây này thôi. Thầy vẽ cái con bò này nhá. Trừ 5 nó là mấy? Trừ 5 là 5. À, vậy đâu có phải là 5 trừ 5 m. Thì đó là 5 trừ con bảo 5 trừ 5 m. Rồi bạn Khả An kiếm chỗ nào yên tĩnh để học. Thầy thấy ồn quá. Làm sao mà tập trung được nhá. Thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh kiếm chỗ nào học, chứ học vậy ổn, nghe hai ba thứ làm sao mà hình dung hết được.
Rồi thầy sẽ không mời bạn Khải An nữa, lớp ổn. Rồi thầy mời tiếp một bạn khác, mời bạn Trường Sơn. Trường Sơn. Thầy đang vẽ một cái con bò này, nó cao bằng 1/3 cái cây. Bây giờ người ta nói cái con ngựa này thế nào? 1/3 cái cây thôi là cây. Của cái cây nào? Của cái cây cao hơn đúng không? Đúng rồi, cao hơn. Chúng ta thấy 1/3 của cây cao hơn, vậy cái con bò thầy vẽ nó ra. À, cái con ngựa chứ. À, thầy vẽ cái con ngựa. Con ngựa nhá, hai cái tai. Rồi, cái chân. 4 chân. Cái này là horse. Cái này là cow. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy là cái con nào nó cao hơn? Con ngựa. À, con ngựa. Bởi sao? 1/3 của cái cây cao thì nó sẽ phải lớn hơn 1/3 của cái cây thấp. Đúng chưa? Đúng. Rồi. Chúng ta biểu diễn ra thì chúng ta thấy hai cái 1/3. Cái này nó gọi là unit fraction của cái cây cao. Còn cái này là 1/3 là unit fraction của cái cây thấp. Vậy thì cái unit fraction của cây cao nó sẽ phải lớn hơn unit fraction của cây thấp. Bởi vì cái hâu này nó khác nhau. Thì chúng ta biết nó lớn hơn. Còn so sánh bằng thì chúng ta không biết. Rồi. Rồi vậy là chúng ta xong được cái phần số tương đương này. Đấy, các bạn thấy hay không? Nếu chúng ta học kỹ, chúng ta hiểu rất rõ về nó sẽ rất là tốt. Rồi, mời bạn Đình Khang này. Đình Khang đâu? Dạ, cảm ơn. Nói, cái hình rhombus là cái hình gì? Hình kim cương. Nó có cùng kích thước với nhau trong mỗi một hình. Các bạn giữ im lặng cho thầy chứ. Rồi bạn bạn gì thầy đang mời thầy quên rồi. Đình Khang. Đình Khang. Lên tiếng Đình Khang, mở mic lên. Dạ. Rồi, bây giờ cái hình A này chúng ta cắt là mấy phần? À 2/4. À 2/4. Bây giờ cái hình B này, đúng không? Hình B này người ta cần bôi nó để cho nó tương đương hình A thì chúng ta bôi sao? Bôi 1/2. À, bôi 1/2, chúng ta đổ lên đây. Phải không? Tại sao chúng ta nghĩ là nó sẽ bằng nhau, tương đương? Vì mình sao? Có vì 1/2 A là bằng với 2/4. À, chúng ta thấy do cái hâu nó bằng nhau này, tức là hai cái hình kim cương này cơ bản nó bằng nhau, thì chúng ta thấy 2/4 này nó cũng chính là bằng 1/ mấy? 1/ mấy Đình Khang? 2/2 chúng ta ghép lại thành một cái phần lớn thì nó có phải là 1/2 của cái hình không Khang? Vâng. Rồi, còn cái ở dưới này cũng là 1/2. Vậy là 1/2 của cái hình kim cương và 1/2 của cái hình kim cương mà hai cái kích thước hình kim cương bằng nhau, vậy thì chúng ta thấy bôi 1/2 đúng không? Vâng ạ. Rồi, chúng ta sẽ chọn bôi 1/2 nhé. Vậy thì chúng ta chọn nó là câu nào? Câu nào? Câu gì? Câu A. Câu A. Rồi, câu A là 1/2. Mời bạn kiểm tra bạn này này, bạn Quốc Ân. Quốc Ân lên tiếng. Dạ. Rồi bây giờ cái hình chữ nhật này chúng ta cắt là mấy phần đây? 6/2. Thì chúng ta lấy 2/2 thì nó gọi là 2/6 chứ không phải 6/2 đâu. Được chưa? Thì dạ, chúng ta xem cái hình nào bên dưới thì nó tương đương với 2/6. Cái hình nào? A. Hình gì? Hình A. A. A này nó là 1/ mấy? Là 1/ mấy đây? 1/3.
1 phần 3. Tại sao 1 phần 3 thì nó bằng 2 phần 6 phải không? Bởi vì nếu chúng ta cắt mỗi cái ra làm đôi thì chúng ta đổ toàn bộ cái này thì 1 phần 3 này nó cũng chính là 2 phần mấy? 2 phần 6. À, 2 phần 6 thì nó cũng chính là 2 phần 6 cái trên này nha. Là chúng ta lấy hai miếng đó. Rồi bạn chọn câu A. Ngoài câu A có còn câu nào nữa không? Câu B. Câu B. Câu C đúng không? Dạ không. Tại sao? Câu C là bao nhiêu đấy? 2 phần mấy? 2 phần 4. 2 phần 4 thì nó tương đương với là 1 phần mấy? 1 phần mấy? 1 phần 2. À, 1 phần 2. Đây, vậy là chúng ta chọn được hai câu đó. Vậy là có hiểu. Mời bạn đi đây. Mời bạn Trần Châu. Trần Châu. Yes, sir. Rồi, trả lời cho thầy. B, mình sẽ phải bôi mấy phần thì nó bằng đây? 7. Bôi mấy phần thì tương đương? Cái phần bôi ở đây nó là mấy? Mấy phần đây? 2 phần 4. 2 phần 4. 2 phần 4 thì nó tương đương với 1 phần mấy? Tương đương với 1 phần mấy? 2. 1 phần 2. Vậy thì để cho nó tương đương thì ở dưới này chúng ta cũng phải coi như một cái bánh này. Thầy đồ nó phải nguyên một nửa. Vậy là tương đương với mấy miếng? Mấy miếng đây? 6. 3 phần? 3 phần 6. 3 phần 6. Vậy chọn câu nào? Chọn câu B. Rồi câu B. Chúng ta phải luyện tập như vậy thì chúng ta mới hiểu phân số tương đương là cái gì. Thì sau này chúng ta mới nói chuyện chúng ta học toán kỹ hơn được. Còn chúng ta học toán mà chúng ta hiểu nó một cách máy móc thì chúng ta không thể nào hiểu mấy cái sau một cách dễ dàng được. Em mời bạn Kiệt. Kiệt. Thưa thầy, em chọn câu A với câu C thầy. À, chúng ta thấy 2 phần 3 thì 2 phần 3 chính là câu A này. Và câu C thì chúng ta ghép lại cứ hai miếng nhỏ thành một miếng lớn. Thầy gom hai miếng nhỏ này thành một miếng lớn. Vậy thì thầy có hai miếng lớn, thầy biểu diễn đây là hai miếng lớn trên tổng ba miếng lớn. Vậy thì thấy nó 2 phần 3 thì nó bằng cái này. Thì câu C nữa. Đó. Thì khi bạn hiểu rồi, bạn chọn phát 1 biết được ngay. Vậy thì về nhà, các bạn phải cố gắng luyện tập, bài tập cho kỹ về phân số và phân số tương đương. Thì chúng ta mới học tiếp được cái phần sau nha các bạn. Sau buổi ngày hôm nay chúng ta kết thúc về phân số. Thì buổi tới thầy sẽ dạy các bạn về phép nhân, về phép chia. Để các bạn có thời gian các bạn luyện tập về phân số. Chứ không thôi thầy dạy tiếp về phân số là các bạn khóc liền. Nếu các bạn không chịu luyện tập. Thầy mời bạn Ngọc Thư. Ngọc Thư. Dạ thầy. Bây giờ thầy chọn câu B là mấy? Thầy chọn câu B... Thầy có nhìn thấy câu C. Thầy chọn câu B là 1 phần 4. 1 phần 4 hả? Câu C hả? Phải không? Vâng. Phải không? Đồng ý chưa? Có thầy biết coi cái phần bôi này nó là mấy phần, Ngọc Thư? Bôi là 6 phần. 6 phần mấy? 6 phần. 6 phần mấy đây? 6 phần 8. À, 6 phần 8. Mà bây ở đây nó chia làm mấy phần đây? Chia làm 4 phần. Chia làm 4 phần. Vậy thì nó muốn tương đương đấy. Thì cái ở dưới nó là 4 phần. Nó chia làm 4 phần. Vậy thì thầy đã chia cho mấy biết không? Thầy cho 2. Cho 2 thì thành 4. Vậy thì để nó tương đương thì 6 nó phải chia mấy? 6 nó phải chia cho 2.
Vậy thì nó là 3/4. Rồi, vậy chúng ta đồ mấy phần đấy? Đồ mấy? 2 phần. I am 3 phần. 3/4 mà. Đồ mấy phần? 3 phần. À, đồ 3 phần. Vậy chọn câu nào? Rồi, chọn câu A. À, chọn câu A nhé. Vậy thì làm sao để thầy có được cái phần màu hồng này? Có phải thầy ghép hai cái phần màu xanh này thì nó sẽ trở thành hai phần màu xanh, thầy ghép thành một phần màu hồng. Và tương tự như vậy, thầy cũng ghép hai cái phần màu vàng này này để nó trở thành cái phần màu vàng này. Còn thấy chưa? Rồi thầy làm ghép cái gì? Thầy ghép hai cái phần nhỏ nhỏ màu xanh này. Em xin phép thầy, em đi vệ sinh. À, chúng ta ghép lại thành phần này. Tức là thầy có được là 3/4 đấy. Vậy thì tại sao chúng ta chia cho hai? Là bởi vì thầy đang thực hiện cái việc lắp ghép hai miếng nhỏ thành một miếng lớn. Vậy thì 6 miếng nhỏ thầy chia 2 thì nó thành 3 miếng lớn. Vậy thì tổng cộng mà có 8 miếng nhỏ thầy chia 2 thì nó thành 4 miếng nhỏ. Thì thầy mới được cái phân số tương đương. Vậy thì chúng ta hiểu cái việc chúng ta chia chính là chúng ta đang ghép nhiều miếng lại trở thành một miếng lớn. Ở đây thầy chia cho 2, tức là thầy ghép 2 miếng nhỏ thành một miếng lớn. Nếu thầy chia cho 3, tức là thầy đang ghép 3 miếng nhỏ thành một miếng lớn. Vậy thì cái thao tác mà chúng ta chia trong phân số tương đương á, là chúng ta đang ghép. Còn khi mà trong phân số tương đương mà chúng ta nhân chia nhớ cho 2, tức nghĩa là chúng ta đang chặt nhỏ cái miếng lớn thành 2 miếng nhỏ. Nếu thầy nhân cho 5, tức nghĩa là thầy đang chặt miếng lớn thành 5 miếng nhỏ. Rồi, bạn nào hiểu cái ý tưởng chặt nhỏ ra với ghép lại, giơ tay này xem. Chúng ta phải hiểu tại sao trên trường chúng ta học là chia và nhân trong phân số tương đương. Thì chúng ta phải hiểu cái việc làm đó trong thực tế nó chính là cái gì? Là cái việc chúng ta ghép lại. Tức là chúng ta đang chia là chúng ta đang ghép lại. Chúng ta chặt nhỏ nó ra, tức là nó tăng số miếng lên, tức là chúng ta nhân. Những bạn khác thì sao? Có nắm được cái ý tưởng mà chặt nhỏ và ghép lại chưa? Rồi thì các bạn phải giơ tay chứ. Không thấy giơ tay gì hết. Chúng ta không giơ tay làm sao thầy biết các bạn đã hiểu hay chưa? Phân số tương đương nó rất quan trọng ở cái chỗ. Tại sao nó tương đương? Là bởi vì chúng ta chặt nhỏ nó ra một miếng lớn. Mỗi một miếng lớn chúng ta cứ chặt ra làm mấy? Chặt làm 3, chúng ta phải chặt đều hết như vậy. Thì chúng ta sẽ được một cái phần nó tương đương. Bạn Ngọc Thư, Giáp, Quốc Ân không thấy phản hồi. Các bạn cần cho thầy biết. Hiểu anh chưa để thầy còn xử lý chứ. Chúng ta làm mất thời gian của thầy. Thầy muốn phải kết thúc cái này. Rồi, 3/4. Rồi, chúng ta nhanh chóng lên. Thầy mời bạn Minh Châu chọn nào cho thầy. Thầy không giải thích đấy nhá. Chọn nào Minh Châu? Phần nào? Minh Châu. Đây, con đang đi vệ sinh ạ. Rồi, bây giờ thầy mời bạn Giáp nè. Đấy, con thấy con vô duyên chưa? Dạ. Bạn Giáp. Dạ. Rồi, bạn Giáp chọn câu nào? Để câu B ạ. Câu nào? Câu B ạ. Ê, còn câu nào nữa không? Hai câu mà. Thầy, còn câu... Câu nào? Mới còn câu A. Câu A. Bây giờ chúng ta xem coi là nếu cái phần này chúng ta chặt ra làm đôi thì chúng ta được nó là 3/4 thì tương đương với bao nhiêu? Chặt ra làm đôi thì nó là mấy? Là 6/6. Giáp. Đếm xem. 1. Mấy phần đây? Mấy? 6. 6/6. 6/6. Bây giờ mỗi một cái miếng bánh lớn nha, thầy vẽ lại này. Thầy chia đôi. Mỗi cái này thầy chia đôi hết. Rồi. Bây giờ thầy xem cái phần đồ của thầy này. Đồ này. 1/2 phần, 2/3 phần, 4/5 phần, 5/6 phần. Vậy là 6 phần, 6 phần mấy? 6 phần. Tổng cộng là có bao nhiêu phần? 6/3. Chúng ta thấy có bao nhiêu cái phần nhỏ đây? Ở đây 2 phần, 2 phần, 2 phần, 2 phần là 8 phần.
Vậy thì cái phần bôi màu xanh đó nó là chỉ có 6 phần thôi, nó là 6 phần 8. Vậy chúng ta xem coi câu A coi có đúng không? Có phải là 6 phần 8 không? Đúng không các? Vậy là chúng ta thấy câu A cũng đúng luôn nhé. Rồi các bạn phải lắng về nhà luyện tập thôi. Về nhà suy nghĩ thêm, luyện tập kỹ cho thầy. Ok. Thầy mời bạn Minh Châu trả lời. Vâng thầy. Rồi, đồ cho thầy xem coi là mấy phần thì nó tương đương với nhau. Em thưa thầy là thầy đồ phần. 6 phần. À, tổng cộng đây là 8 phần, thầy phải đồ 6 phần là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, thì tương đương. Thì chỗ này là 6 phần 8, còn trên này là 3 phần mấy? 3 phần 4. 4. Và chúng ta thấy 3 phần 4 này nó tương đương với 6 phần 8 là do mỗi một cái thầy chia đôi. Một cái thầy chia đôi. Một cái thầy chia đôi, một cái thầy chia đôi. Vậy thì thầy phải đổ đủ chỗ này là 6 phần. Thì chúng ta thấy 3 phần 4 này nó mới tương đương với cái 6 phần 8 này. Nha các bạn. Rồi, bạn sẽ chọn câu nào? À. Câu A. Rồi. Chúng ta kết thúc được cái phần này rồi. May quá. Thầy chỉ ra là không hết cái phần phân số tương đương rất quan trọng này các bạn. Ôi, chúng ta cũng còn không đủ thời gian rồi. Rồi, chúng ta cứ cố gắng đi. Hôm sau không đủ thì chúng ta chữa thêm một tí nữa nhé. Bởi vì cái này nó quá quan trọng nên thầy phải chậm lại cho các bạn. Chứ nếu mà nhanh quá các bạn không hiểu cái phân số này là thua to. Thầy mời bạn Ngọc Thư. 1/4 thầy biểu diễn ở đâu? Thầy biểu diễn ở cái chỗ một. À, thầy biểu diễn ở một. Chúng ta thấy cái khoảng cách từ cái đoạn này đến đoạn này nó là 1/ mấy? Nó là 1/ 1/ mấy? 1/1. Vậy từ 0/8 lên 1/8 tức nghĩa là chúng ta đã thêm bao nhiêu? Chúng ta đã cộng thêm 1/8 chứ còn gì nữa. Được chưa Ngọc Thư? Vậy là cái đoạn này từ đấy đến đây chúng ta nhìn trên chỉ số 0/8 lên 1/8 tức nghĩa là nó đã tăng lên, là nó cộng thêm 1/8. Vậy thì cái một đoạn này là 1/8, hai đoạn thì nó là bao nhiêu? Hai đoạn là 2/8. Hai đoạn là 2/8, mà 2/8 thì nó bằng 1/ mấy? 2/8 thì nó bằng 1/4. 1/4. Vậy thì chúng ta muốn biểu diễn 1/4 này là chúng ta phải lấy mấy vật? Thì ta phải lấy 2/. Hai vật nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Nếu chúng ta không hiểu phân số tương đương, chúng ta không biểu diễn được cái phân số này trên trục số. Bởi vì cái unit fraction trên trục số này, tức là đơn vị của một đoạn, nó là 1/8. Trong khi đó người ta muốn biểu diễn là 1/4. Vậy thì chúng ta phải đổi về cho nó về cùng unit fraction. Là 1/4 này chính là chúng ta phải đổi về nó là 1/8. Vậy thì nó phải là hai cái 1/8. Thì chúng ta mới ghép lại ra 1/4. Vậy thì chúng ta phải lấy tới 2 vật. 1 vật, 2 vật. Thì mỗi 1 vật nó là 1/8 mà. Đây là 1/8. Thầy cộng thêm này 1/8. À, thầy cứ cộng thêm vào. Vậy thì phải biểu diễn tới 2 vật thì nó mới ra được. Thầy mời bạn Đình Khang. Cái nào là 6/8 đây? Cái nào? Câu nào? Câu C. Câu C. Rồi thầy kiểm tra nhé. Thầy kiểm tra. Từ đây đến đây là một đơn vị, thầy chia làm ở đây người ta chia làm mấy vạt đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì chúng ta cần lấy 6 vạt 1/8. Mà ở đây ấy, là chúng ta chia làm 8 phần.
8 phần, vậy thì mỗi một phần đây nó là 1 phần 8 rồi. Vậy thầy lấy là 6 vật. Là À, đếm lại coi 1 2 3 4 5 6 7. Vậy là cái n này là tới 7 phần 8 lận, nó đâu có đúng đâu. Câu nào? Câu A. Thầy kiểm tra nhé. Câu A xem có đúng không nha. 6 phần 8. B cái này thầy chia làm 3 phần thì mỗi không phần nó là nhiều. 1 phần mấy? 1 phần 3. Hả? 1 phần 3. Bây giờ 2 vật thì nó là bao nhiêu? Có nhiều. Là 2 phần bên... mấy? 2 phần 6. Là 2 phần 3. Một vật nó là 1 phần 3, vậy là 2 vật thì nó phải là 2 phần 3 chứ. 2 phần 3 này thì nó có bằng với 6 phần 8 không? Có bằng không? Không ạ. Không. Thấy chưa? Thấy dễ sai chưa? Nếu chúng ta cầu thả, chúng ta làm vội vàng, chúng ta không tư duy kỹ, không hiểu kỹ, chúng ta sai ngay. Nên thầy thấy là bạn Đình Khang làm rất nhanh nhưng mà toàn sai. Là lý do tại sao? Thứ nhất, kiến thức căn bản chúng ta phải học vững hơn. Thứ hai, chúng ta phải cẩn trọng hơn bằng cách chúng ta suy nghĩ, chứ chúng ta không có đoán bừa nha. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra cái N này xem. Cái này chia mấy vật, Khang? Mấy vật? Khang? Thầy mời bạn Uyên Nhi. Một vật đây là 1 phần mấy? Dạ. Dạ là 1 phần 4. 1 phần 4. Vậy là 3 vật thì là bao nhiêu? Dạ là bằng 3 phần 4. À, 3 phần 4 thì nó có bằng với 6 phần 8 không? Dạ có. Có. Là bởi vì chúng ta sẽ nhân thêm cho mấy? Dạ nhân thêm cho 2. À, nhân thêm cho 2 nè. Thì chúng ta thấy 6 phần 8. Thấy chưa? 6 phần 8. Hoặc ngược lại, chúng ta cũng thể hiểu là 6 này thầy chia cho mấy thì thành 3? Chia cho 2. Chia cho 2. Thì chúng ta cũng phải chia cho 2 cho số 8. Thì chúng ta được 4. Vậy thì chúng ta thấy cái này là nó tương đương. Trên trường là các bạn, chủ yếu các bạn học quy tắc là nhân thêm hoặc chia thêm thôi. Chứ còn đối với toán Mỹ, người ta phải kiểm tra xem các bạn có hiểu thế nào là tương đương hay không. Chứ không phải chỉ có quy tắc thần kỳ này đâu nha các bạn. Chúng ta biết quy tắc này thôi đó. Thì chúng ta chỉ cộng trừ nhân chia các con số trong toán Việt Nam. Chứ còn chúng ta không đủ khả năng để chúng ta giải quyết tốt các bài toán của Mỹ. Đúng không Uyên Nhi? Uyên Nhi? Dạ. Đúng không? Thầy nói đúng không? Dạ đúng. Rồi. Bây giờ bạn nào thầy khảo sát này, bạn nào thấy chúng ta học 4 buổi toán Mỹ, à 5 buổi toán Mỹ vừa rồi chúng ta thấy có ít giơ tay rồi xem. Bạn nào thấy là chúng ta học 4 buổi toán Mỹ của thầy giúp cho chúng ta hiểu toán hơn và chúng ta thấy toán thú vị hơn, giơ tay rồi xem. Nếu chúng ta không thấy thú vị thì chúng ta cần phải học nghiêm túc hơn, làm bài tập nhiều hơn nha các bạn. Rồi, bạn Khả An, bạn Giáp, bạn Ngọc Thư cho thầy ý kiến xem cảm thấy như thế nào. Ngọc Thư? Con cảm thấy cũng được, nó đây toán Mỹ nó kiểu nó dùng cách thông minh hơn là Việt Nam. À, dùng thông minh hơn đúng không các bạn? Thực ra không phải là thông minh đâu, mà là chỉ đơn giản là các bạn hiểu đúng bản chất của khái niệm. Chúng ta hiểu đúng là chúng ta tư duy, chúng ta làm được. Toán Mỹ nó không hoàn toàn không khó, bởi vì khi chúng ta học không căn bản thì chúng ta làm sai. Còn nếu chúng ta học căn bản hơn, hiểu bản chất vấn đề hơn thì chúng ta sẽ làm được. Tại vì Mỹ người ta không dạy học vẹt, người ta dạy người ấy, không có dạy học vẹt. Nếu các bạn học vẹt thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ làm không được toán Mỹ thôi. Và chúng ta muốn giỏi toán Mỹ là gì? Là chăm chỉ làm bài. Những gì thầy đã dạy mà các bạn không chăm chỉ làm bài thì chắc chắn rằng nó sẽ không giúp cho các bạn cái gì cả nhá. Rồi, tạm thời đây dừng ở đây. Thầy xin chào.